Từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng được 612 ha đất khu công nghiệp, đạt trên 120% chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao trong năm 2022. Những khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Phố Đối A, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 10 dự án khu công nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 1,7 nghìn ha. Việc các dự án khu công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đã góp phần quan trọng để chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo xây dựng dự án theo tiến độ đăng ký, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và tạo việc làm cho người lao động. Thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các sở ngành, đơn vị địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, nhất là phần diện tích còn vướng mắc về hồ sơ thủ tục.